Đoạn này quý vị thấy núi Bà Đen toàn cảnh rất đẹp, có biển quảng cáo khu du lịch Long Điền Sơn nổi tiếng ở Tây Ninh quý vị. Rồi từ từ phía trước là ngã ba Bầu Năng. Đó, ngay ngã ba này mình rẽ phải đi thẳng luôn là đi hướng núi Bà Đen, Hồ Dầu Tiếng. Bây giờ chúng tôi sẽ rẽ trái để đi vô Tòa Thánh Cao Đài. À, ngã ba Bầu Năng quý vị. Đi thẳng vô Bình Châu luôn đúng không anh? Núi Bà Đen á. Đi thẳng vô. Đi đường này ra ngã ba Cao Đài. Đó, bên trái quý vị thấy người ta trồng hoa màu. Không, này đậu bắp quá. Dưa hấu nó dày. À, đây là luống rau chuẩn bị Tết rồi. Rồi quý vị nhìn thấy núi Bà Đen rất đẹp. Thanh niên Sài Gòn hay đi phượt, xe gắn máy lên đây buổi sáng sớm leo khoảng 4 tiếng tới đỉnh, chơi cắm trại trên đỉnh, ngày hôm sau quay về để thử sức khỏe. Quý vị thấy Tây Ninh cũng là vùng trồng cao su rất nhiều. Cái vườn cao su trời ơi. Vâng, đây là khu vực Bầu Năng Tây Ninh quý vị.